Các bạn ơi, đây là con chim mồi của mình nha các bạn. Cái đầu nó có một cái chấm bông. Còn cái lục bên này là con chim mái. Con chim mái này mình mua ở ngoài tiệm là 30 30k, 30 ngàn đó các bạn. Con chim mái này thì nó rò cũng rất là tốt. Đây con chim trống này. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị mình đi cắt đi bẫy chim. Cho nó vô lục nó khoái lắm, nó hót lên nè. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị mình đi bẫy chim nha các bạn. Hiện tại là dính một con nha các bạn. Con chim này là con chim đầu bông của mình. Mình đang bắn con để nó ở trong lục xem nó là sao. Đó, các bạn thấy con chim đầu bông. Tại nó còn một con mái ở trên nữa, con mái con. À, con chim trống thì nó đang dắt con chim con cho nên nó không có nhảy vô nữa các bạn. Con chim mái nó bị xảy ra rồi, chim mái nó bị xảy rồi các bạn. Tại vì cái lụp của mình xài á, lụp Tipco, cho nên chim mà nó nhỏ quá là nó sẽ xảy ra. Các bạn thấy nó đang bu lụp đang đá với lại chim mình nè. Mình lại gần tí xíu nữa. Nên con chim mình nó đá con chim đi cậy. Ở đây hình như nó gần xe quá, xe tải nó chạy ngang qua đây, chim nó sợ nó không có dám đá. Có thể là mình sẽ treo cái lục nó cao hơn một chút xíu. Sẽ đổi chỗ lục nha các bạn. Giờ mình sẽ đổi chỗ nữa các bạn. Xem nó có dám xuống không. Mình ngay đây nó có tải nó chạy qua lại. Nó đang xuống các bạn ơi. Ở bên trong có nó ra rồi các bạn ơi, nó ra rồi, nó ra rồi, nó đang đứng ở trên chân cây, trên cái lục của con mái. Các
rớt lục nha các bạn, chuẩn bị rớt lục. Đang đứng ở trên bờ tường, các bạn thấy không, đang tiến được bờ tường. Con chim mái con nó đang bay lại. Nãy nó đá làm như bây giờ nó sợ nữa, nó không dám nhảy lục. Rồi, rớt lục rồi, đang cắn nha các bạn ơi. Đang cắn kìa. Rồi, đang cắn kìa. Rồi mình sẽ bắt mấy con mái con này luôn nè các bạn. Đang cắn. Con mái kia nó bay lại. Đó. Mái bay lại các bạn. Mái con, chim con. Rồi nó thấy con mái kia nó sợ. Rồi mình sẽ bắt con mái này. Rồi con mái mẹ nó lại nữa. Hai ba con luôn. Hai ba con nó đang lại luôn. Để mình xem mình có bắt được con chim con này không nha các bạn. Đấy, chim mái con nó bay lại, nó mổ con chim cha nó, nó cứu con chim cha nó mà không được. Chim trống đang cắn nhau rất là nhiều. Con mái già rồi, còn con mái con nữa, con mái già đó rồi, còn con mái thuyền nữa nha các bạn. Đó, con mái thuyền nó bay lên rồi. Rồi chuẩn bị rớt con mái thuyền thôi nè các bạn. Hai con chim trống vẫn đang cắn nhau rất là sung. Còn con mái thuyền nữa, nó chuẩn bị nó nhảy vô rồi các bạn ơi. Máy thuyền nó khôn quá, nó không chịu nhảy vào. Đấy, nó lại nhảy lên rồi. Chúng đang cắn nhau dữ lắm, vẫn còn đang cắn nhau rất là lâu.
mái con này nó khôn quá. Mình sẽ để cái lồng con mái ở trên trên cái bờ tường là nó sẽ dính. Treo cái lồng con rồi mình lấy cái con mái xuống mình treo lên bờ tường. Chống đang cảnh rất là hăng say, hai con chống đang cắn nhau, mình để xem nó chịu được bao lâu. Sẽ dời cái lục nó xuống nha các bạn, dời lục xuống chỗ mái con đang đứng chỗ dây điện. Mình dời, dời cái lục xuống. Và mình sẽ treo cái lục ở trên bờ tường luôn, để cái lục ở trên bờ tường luôn. Để cái lục ở trên bờ tường luôn các bạn. Thì để là xem nó có xuống không được. Giờ mình phải lấy con trống ra, tại vì con trống nó cắn rất là lâu rồi, mình sẽ tạo con chim kia nó hư. Cái lục nó bị vướng cái ghim đó các bạn. Rồi, nghe rồi. Như này. Mình treo nó theo bên chim con nó xuống nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đi ra mình lấy cái túi để mình đựng hai con chim. Xin chào tất cả các bạn nha, đây là cặp chim mình mới đi bẫy về nè các bạn ơi. Con này là con chim trống nha các bạn. À, các bạn thấy cái ức nó đen không? À, cái dưới cái cuống họng của nó các bạn, cái hầu của nó đen.
Còn đây là con mái nè, con mái thì nó sẽ trắng nha các bạn. Các bạn thấy đó, con mái nó trắng lắm. Bây giờ mình sẽ thả nó vô đây, thì chiều nay mình sẽ tặng cho một cái người bạn ngay gần nhà mình. Mình thả anh chim mái vừa rồi, bây giờ mình sẽ thả anh chim trống vào nè. Rồi, mình sẽ thả một cặp này vào đây, rồi chiều mình sẽ tặng cho một người bạn ở ngay gần nhà mình. Anh chim trống này rất hay. Giờ mời các bạn xem cái clip mình đi bẫy nha các bạn.